Ngày 17 tháng 5 năm 2023 vừa qua, tại khách sạn Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện kết nối kinh doanh của BNI, vùng BNI Hồ Chí Minh 6 với chủ đề The Power of Simple Things. Sự kiện dành cho thành viên và những doanh nghiệp ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khu vực phía Nam. Kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2023 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Dự báo mức tăng trưởng thấp hơn năm 2022 từ 0,5 đến 1,2 điểm phần trăm. Nhằm tìm ra các giải pháp cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn, gần 500 chủ doanh nghiệp là những thành viên thuộc BNI đã tổ chức sự kiện Business Matching lần thứ tư dành cho những chủ doanh nghiệp thành viên và những doanh nghiệp ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khu vực phía Nam. Đối với cái hoạt động ngày hôm nay thì là một cái hoạt động kết nối định kỳ 2 năm một lần của BNI vùng Hồ Chí Minh 6. Cái tổ chức BNI Hồ Chí Minh 6 thì chúng tôi có gần 500 thành viên. Thế và trong cái điều kiện kinh tế cũng trầm lắng hiện nay thì chúng tôi có những hoạt động kết nối kinh doanh để có thể các anh chị doanh nhân, doanh chủ có thể đem hàng hóa, sản phẩm dịch vụ đến cái khu vực này để có thể kết nối giao lưu cùng với nhau. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể là sẽ liên kết lại với nhau rồi trao đổi thông tin cùng với nhau để từ đó tạo ra các cơ hội kinh doanh cho các thành viên ở trong vùng. BNI hoạt động dưới hình thức các chi hội chapter, các chi hội BNI tiến hành gặp mặt thành viên hàng tuần để trao đổi, thảo luận về kinh doanh cũng như giới thiệu cho nhau những cơ hội kinh doanh. Thông qua đó, các doanh nghiệp có thể tăng doanh số cũng như mở rộng doanh thu từ các mối quan hệ của các thành viên. Về cái việc mà kết nối kinh doanh trong BNI thì tôi nhận thấy đây là một cái nơi mà các anh chị chủ doanh nghiệp luôn luôn ở trong một cái tâm thế là kết nối, trao giá trị cho nhau. Và đây là một cái môi trường mà tôi cảm thấy là kinh doanh rất lành mạnh và hoàn toàn thể giới thiệu với nhau những cơ hội kinh doanh rất là chất lượng. Đến với ngày hội matching ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được kết nối rất là nhiều các chủ doanh nghiệp đã đến tìm hiểu sản phẩm và cũng như đặt lịch qua xung quanh để có thể tìm hiểu rõ hơn về doanh nghiệp và sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay. Sau hơn 12 năm, BNI Việt Nam đã phát triển thành mạng lưới rộng khắp cả nước với 211 chapter hiện đang hoạt động xuyên suốt, sôi nổi và hiệu quả ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, BNI còn tăng khả năng học hỏi suốt đời cho các thành viên BNI về tổ chức hoạt động doanh nghiệp hiệu quả từ mô hình hoạt động chapter BNI, hỗ trợ đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực bán hàng và marketing thông qua các mối quan hệ. Khi tham gia thì với vận dụng tất cả các công cụ mà BNI đã dành cho thành viên thì tôi đo lường được cái hiệu quả hoạt động. Với một cái thương hiệu Annie Coffee non trẻ thì tôi đặt cái mục tiêu kinh doanh tại BNI là nhượng quyền gói cà phê mang đi, một hình thức đầu tư có thể nói là linh hoạt trong thị trường hiện nay. Và hiện tại thì tôi đã có các anh chị là chủ doanh nghiệp đã tận dụng các mặt bằng trống để sử dụng cái gói thương hiệu cà phê Annie Coffee. Thì với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về ngành quà tặng, tôi mong muốn giúp cho khách hàng của mình có thể chăm sóc và quảng bá thương hiệu của mình. Những sản phẩm của bên tôi là những quà tặng vinh danh như cúp kỷ niệm chương hoặc các những quà tặng giúp cho anh chị có thể quảng bá được thương hiệu như là sổ, bút, viết hoặc là bình nước, ly nước. Và ngày hôm nay tôi rất là vui khi tôi có mặt trong cái sự kiện ngày hôm nay. Tôi tham gia cái gian hàng này thì một cái điều mà tôi cảm thấy là kết nối được rất rất là nhiều các anh chị chủ doanh nghiệp không chỉ đến từ vùng Hồ Chí Minh không mà đến từ các anh chị như là Bình Phước, như là Bình Dương. Thì điều đó đem đến cho công ty chúng tôi rất là nhiều cơ hội để kết nối. Theo số liệu thống kê, trong 12 tháng gần nhất, BNI Việt Nam đã trao đi 428.904 cơ hội kinh doanh, với tổng giá trị các thương vụ lên đến hơn 11.811 tỷ đồng. Với mục tiêu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng doanh số bằng nguồn khách hàng mới và tìm ra thị trường ngách, tạo cơ hội xây dựng kết nối với chuỗi cung ứng uy tín chất lượng trong cộng đồng BNI, tăng độ nhận diện của doanh nghiệp trên thị trường, động viên và hiệp nhất với nhau để vượt ải trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.